bộ đôi thuốc thảo dược trị đục thủy tinh thể Biloca thuộc khoa mắt Bilotop. Bilora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Chính bạn hay người thân của mình đang lo lắng trước việc mất dần thị lực bởi căn bệnh đục thủy tinh thể. Chào bạn, tôi là Nguyễn Ngọc Diễm, chuyên gia tư vấn khoa mắt. Và tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của dược phẩm Bilora. Theo thời gian, lão hóa cùng các yếu tố môi trường độc hại đã tác động đến đôi mắt. Thống kê của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm có thêm 85.000 ca mắc bệnh đục thủy tinh thể, trong đó tỷ lệ người già trên 50 tuổi chiếm 70% ca mắc bệnh, 30% còn lại là ở người trẻ. Nên phẫu thuật hay không, thuốc nào tốt điều trị bệnh? Đó là câu hỏi mà không ít người bệnh phải băn khoăn, trăn trở. Qua nhiều kênh thông tin, bạn biết đến bộ đôi thuốc thảo dược Biloca, chuyên điều trị bệnh đục thủy tinh thể. Nhận thấy có nhiều người điều trị khỏi nhưng vẫn phân vân, liệu giải pháp này có hiệu quả tích cực với mình không? Nguồn gốc thật sự của bộ đôi thảo dược này như thế nào? Hôm nay, Bilora làm video này với mục đích giải đáp những thắc mắc cho những ai còn nhiều sự hoài nghi về Biloca. Sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về loại thuốc thảo dược đến từ Mỹ này nhé. Gồm hai loại Effactor, thuốc thảo dược bảo vệ và phục hồi mắt. Betacaon, thuốc thảo dược tăng thị lực, giúp bạn điều trị hiệu quả đục thủy tinh thể. Tập đoàn Factor Group of Nutritional với Natural Factor, thương hiệu thảo dược dựa trên yếu tố tự nhiên làm tiền đề, được thành lập từ năm 1950 và sau hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc thảo dược, hiện nay hơn 1.000 các dòng sản phẩm dưới thương hiệu Natural Factor đã phân phối rộng khắp Mỹ, Canada và được độc quyền tại dược phẩm Bilora thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ riêng ở Bắc Mỹ, chúng tôi có hơn 700.000 mét vuông dùng làm văn phòng, cơ sở sản xuất, phòng thí nghiệm, kho bãi và hai văn phòng đại diện ở Mỹ và Canada. Biloca là sự kết hợp của 7 loại thảo dược thiên nhiên: hoa ai rai, chi việt quất, bột cà rốt, hoa cúc vạn thọ, cây hoa hòe, dầu cọ và cà chua. Chắc bạn đang thắc mắc tại sao lại có văn phòng ở Canada trong khi thuốc từ Mỹ. Đó là do chúng tôi đi theo hướng công ty thảo dược tự cung tự cấp. Chúng tôi cam kết về chất lượng cho các sản phẩm từ thời điểm gieo trồng cho đến lúc sản phẩm hoàn thiện. Đối với chúng tôi mà nói, trang trại thảo dược này là yếu tố vô cùng quan trọng. Đã mất rất lâu chúng tôi mới có thể lựa chọn thung lũng Okanagan, phía nam thành phố Armstrong của bang British Columbia làm trang trại thảo dược, để chúng tôi có thể đảm bảo rằng sự an toàn, độ tinh khiết và chất lượng của thuốc là tốt nhất. Thung lũng này nằm giữa hai hồ Otter và Swan. Địa chất nơi đây là tài sản vô giá mà chúng tôi may mắn được thừa hưởng do những trận lụt từ hàng thiên niên kỷ trước mà đã tích tụ một lượng lớn chất hữu cơ. Lớp đất ở đây cực kỳ màu mỡ, với độ sâu 2m và có phân tầng vôi đặc biệt, đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa độ pH. Từng loại thảo dược đều được đội ngũ kỹ sư nghiên cứu kỹ càng trước khi đi vào gieo trồng. Như hoa cúc tím, được trồng từ hạt giống không biến đổi gen, theo dõi hàng ngày và thậm chí được thu hái bằng tay để đảm bảo độ tinh khiết và tươi nguyên. Điều quan trọng hơn hết là phải thu hoạch vào ngay đúng thời điểm để đảm bảo nguyên liệu có hoạt tính sinh học tốt nhất. Qua ví dụ trên, bạn có thể thấy, chọn giống và trồng trọt là một trong những điều làm nên sự hoàn thiện của sản phẩm. Nếu chúng tôi sử dụng những hạt giống đại trà chưa qua kiểm nghiệm thì năng suất sẽ cao, nhưng dược liệu thu lại hoạt tính sẽ ít hơn. Vì thế mà hạt giống được chúng tôi lựa chọn dựa theo tiêu chí hạt không lai, không biến đổi gen. Song song đó, để việc canh tác trở nên hiệu quả và có kết quả bội thu, chúng tôi kết hợp kỹ thuật cải tiến mới và có lịch kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ thường xuyên. Phương pháp chiết xuất là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công và có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định đến chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của các sản phẩm thảo dược. Thảo dược ngay sau khi hái, nguyên liệu được vận chuyển ngay đến cơ sở chiết xuất chỉ cách đó vài phút để đảm bảo xử lý tốt hoạt tính chính có trong thảo dược. Áp dụng công nghệ mới trong chiết xuất, tách chiết dược tính ra khỏi các mô thực vật, luôn đảm bảo nghiêm ngặt về nhiệt độ và áp suất để bảo vệ tính toàn vẹn của cấu trúc thành phần. Sự chuyên nghiệp của chúng tôi còn thể hiện ở yếu tố con người. Hơn 1.000 dược sĩ có thâm niên hơn 30 năm và có nhiều cống hiến có giá trị trong ngành dược phẩm đang hợp tác tại đây. Trước khi ra một lọ thuốc thành phẩm, đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi phải đánh giá thông qua nhiều tham số, tỷ lệ dược tính, độ tinh khiết của thành phẩm. Bộ phận đảm bảo chất lượng của chúng tôi cẩn thận kiểm tra từng sản phẩm để đảm bảo tính an toàn đúng quy định với công dụng ghi trên hộp. Để mang tính khách quan, chúng tôi lựa chọn ISO để kiểm tra một lần nữa chứng nhận sản phẩm. ISO với thiết bị hiện đại, nhân tố tài năng và họ thường xuyên có những bản báo cáo về các sinh vật biến đổi gen. Không những vậy, họ còn sử dụng phổ khối để kiểm tra hơn 400 loại thuốc trừ sâu, dung môi, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác. Tôi tin dấu ấn chấp thuận của ISO là sự đảm bảo tính an toàn của các sản phẩm mang thương hiệu Natural Factor.
Và đó là lý do chúng tôi luôn vượt các tiêu chuẩn của chính phủ Canada đưa ra cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi tự hào đạt chứng chỉ GMP tại Canada, cũng là một trong số rất ít công ty thảo dược ở Bắc Mỹ có dây chuyền đóng gói sản xuất viên nang mềm ở quy mô lớn. Điều đó làm tăng kiểm soát chất lượng của chúng tôi. Đó đều là những thông tin chân thật về nguồn gốc của bộ đôi thuốc thảo dược Biloca từ Mỹ. Giờ đây tôi sẽ phân tích sâu hơn về thành phần cũng như tác dụng cụ thể để bạn có thể hiểu rõ hơn về giải pháp này nhé. Thành phần đầu tiên ta phân tích là dầu cọ, được chiết xuất từ quả cọ. Cây cọ có nguồn gốc châu Phi, cao từ 5 đến 20 mét và ưa thích nơi có nhiều nắng. Đây là nguồn nguyên liệu khan hiếm, do thời gian nuôi trồng phải mất hơn 4 năm mới sử dụng được. Và chúng tôi chỉ sử dụng như nguồn cọ phát triển tốt nhất, có độ sai quả nhiều và chất lượng quả cọ tốt. Sau khi thu hoạch buồng cọ tại trang trại, nguyên liệu được vận chuyển ngay đến cơ sở gần đó. Lúc này, từng buồng cọ được làm sạch và sau đó xử lý hơi nước. Bởi vì lượng dầu cọ trong hạt là cao nhất nên chúng tôi sử dụng hạt để tách chiết dầu cọ. Khi lượng dầu cọ được tách chiết hoàn toàn, nguyên liệu được bảo quản ở nhiệt độ 0 độ C và vận chuyển ngay đến nhà máy sản xuất cách đó 2 km. Lợi ích từ dầu cọ giúp loại bỏ mảng bám ở các mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn và cung cấp các thành phần thiết yếu nuôi dưỡng tế bào. Hoa iRide có chiều cao từ 5 đến 15 cm là loại hoa bán ký sinh gắn mình với gốc rễ của cây khác. Sau 2 năm chăm sóc là khoảng thời gian cây phát triển tốt nhất. Từng hoa được chúng tôi tỉ mỉ thu hoạch bằng tay và nguyên liệu được vận chuyển ngay đến nhà máy. Sau khi được làm sạch và bước vào giai đoạn nghiền nát, hỗn hợp tiếp theo được đem đi phân tách nhằm thu được hoạt tính tốt nhất trong thảo dược. iRide cung cấp các dưỡng chất cho đôi mắt, giúp đem lại đôi mắt khỏe mạnh và giảm nhức mỏi, tăng sức đề kháng, chống lại các tác nhân có hại cho mắt và ngăn ngừa tình trạng khô mắt. Đồng thời, rất giàu các hoạt chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do gây tổn hại các tế bào của cơ quan thị giác. Nó có tác dụng phòng ngừa các bệnh lão hóa như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Hoạt chất rutin và quercetin được chiết xuất từ cây hoa hòe, có tác dụng tăng cường sức chịu đựng của mạch máu, làm bền và giảm tính thẩm thấu của mao mạch. Khi thiếu hai chất này, sức chịu đựng của mao mạch giảm, dễ đứt vỡ. Hoa hòe thuộc họ cánh bướm, là loài cây có hoa màu trắng, nguồn gốc từ Đông Trung Quốc và Nhật Bản. Cây gỗ to cao có thể đến 15 mét, thân thẳng và có chỏm lá tròn, tràn hoa hình bướm màu trắng ngà. Hạt giống thường được gieo vào tháng 1 đến tháng 3 và khi cây được 3 đến 4 năm tuổi sẽ tiến hành thu hoạch, thu lấy nguyên liệu. Tất cả hoa sau khi được hái vào sáng sớm đều phải được sử dụng ngay trong vòng 12 tiếng. Do khi rời cây mẹ, các dược tính dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Sau khi được sấy nhanh với nhiệt độ lạnh âm 10 độ C, tất cả nguyên liệu được đem đi phân tách với dung môi và nhiệt độ 15 độ C của nhà máy nhằm thu được tính toàn vẹn của rutin và quercetin. Tiếp theo, một thành phần thiết yếu giúp tăng thị lực đó chính là dược tính từ củ cà rốt. Là một loại củ mà mọi người đã quá quen thuộc và nhiều người truyền tai nhau rằng ăn cà rốt sẽ sáng mắt. Nhưng có một điều đa phần mọi người không biết đến là dược tính trong củ cà rốt dễ bị phân hủy với nhiệt độ cao. Hiểu được điều đó mà chúng tôi luôn đề cao năng suất chất lượng trồng trọt để thu được dược tính cao nhất từ loại củ này. Đất là yếu tố quan trọng để cà rốt phát triển. Chúng tôi trồng cà rốt trên đất thịt nhẹ, đất phù sa. Hạt giống trước khi gieo trồng phải ngâm và ủ từ 2 đến 3 ngày rồi mới ươm xuống đất. Sau 4 tháng gieo trồng, khi cà rốt phát triển đủ chuẩn thì những quả chất lượng nhất sẽ được thu hoạch làm nguyên liệu sản xuất. Vitamin A và các sắc tố thực vật dễ bị oxy hóa trong không khí nên nhiệt độ và áp suất là yếu tố quan trọng khi chiết xuất dược tính từ cà rốt. Trước khi chiết xuất, cà rốt được ngâm và dung môi từ 15 đến 30 phút để làm mềm thành tế bào và đồng thời tránh được dược tính khỏi bị phân hủy trong quá trình chiết lọc. Cà rốt là thảo dược có hoạt chất chống oxy hóa mạnh, tăng cường chức năng miễn dịch, bảo vệ sức khỏe niêm mạc, chống lại bệnh viêm nhiễm, đặc biệt còn giúp mắt hình thành sắc tố thị giác, giúp thích ứng tốt hơn trong môi trường bóng tối. Được biết đến như một thần dược cho đôi mắt, quả Việt Quất có nguồn gốc từ châu Âu, quả có giá trị dinh dưỡng cao. Vì Việt Quất phát triển tốt trong môi trường mát mẻ nên chúng tôi thường lựa chọn mùa xuân để gieo trồng và cuối mùa thu là thời điểm tốt nhất để thu hoạch. Đất trồng Việt Quất đòi hỏi độ pH từ 4 đến 5.5. Vì thế, trước khi gieo trồng, chúng tôi phải trộn vào đất một lượng lưu huỳnh và khoáng chất tự nhiên giúp ổn định độ pH và giúp cây thích nghi tốt. Sau 8 tháng gieo trồng, chúng tôi lựa chọn bằng tay những quả đủ chất lượng để thu được dược tính anthocyanin nhiều nhất. Nguyên liệu được đưa vào nhà máy và được chiết xuất không quá 24 giờ. Độ bền của anthocyanin phụ thuộc rất lớn vào nồng độ dung môi, nhiệt độ thủy phân và thời gian để hạn chế việc phân giải chất. Thời gian chiết xuất trong 120 phút, nhiệt độ phải thay đổi từ 80, 90, 100 đến 101 độ C để thu được hàm lượng cao nhất từ 95 đến 99%. Chất này có tác dụng tốt đối với điều trị thị lực do có khả năng chống oxy hóa cao, quét sạch các gốc tự do dư thừa, bảo vệ các tế bào bị tổn thương, đồng thời còn có khả năng đẩy mạnh rhodopsin. Tế bào giúp nhìn tốt trong ánh sáng kém, giúp tăng cường thị lực vào ban đêm. Kế đến, cà chua chắc mọi người không còn gì xa lạ, được mệnh danh là một nhà máy dinh dưỡng có nguồn gốc Nam Mỹ.
một loại thực phẩm giàu vitamin C, vitamin A, đặc biệt là giàu lycopene, cực kỳ tốt cho việc điều trị thị lực. Cà chua phát triển tốt nhất trong đất cát pha, nhiều chất mùn và phù sa, thích hợp với độ pH từ 6.0 đến 6.5. Lycopene là một caroten, chất chống oxy hóa có hoạt tính mạnh trong tự nhiên. Chúng tôi sử dụng cà chua để chiết xuất dược tính lycopene là vì trong một quả cà chua cung cấp khoảng 80% lycopene để có nguyên liệu hữu cơ. Các kỹ sư của chúng tôi chú ý đến nhiệt độ và ánh sáng gắt gao trong nhà máy. Nhiệt độ chiết xuất từ 172 đến 175 độ C khác với các dược tính khác. Lycopene khi được đun với nhiệt độ càng tăng thì nồng độ càng cao. Có tác dụng khử các gốc tự do, ngăn chặn oxy hóa, phá hủy các tế bào của cơ thể. Ngoài ra, lycopene còn có thể ức chế sự tăng sinh của các tế bào ung thư. Cuối cùng, một loại hoa quen thuộc nhưng lại có tác dụng cực kỳ tốt đối với thị lực, hoa cúc vạn thọ. Trong thành phần dược tính có hai hoạt chất sắc tố thực vật là lutein và zeaxanthin, được tìm thấy nhiều ở điểm vàng của mắt. Hoa cúc vạn thọ phát triển mạnh trong ánh nắng mặt trời và thường có thể chịu được mùa hè nóng, tăng trưởng tốt nhất trong đất màu mỡ và ẩm ướt. Khoảng 8 tuần kể từ ngày gieo hạt là thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch và thường chúng tôi sẽ lựa chọn từng bông hoa vào sáng sớm. Lutein và zeaxanthin là hai dược tính có hàm lượng cao nhất trong hoa cúc vạn thọ, độ tinh khiết lên đến 90%, kém bền nhiệt và dễ bị oxy hóa nên chúng tôi luôn cẩn thận về mọi tiêu chuẩn nhằm bảo vệ tính bền của dược tính. Cúc vạn thọ là một cây thuốc giúp tăng cường chức năng miễn dịch, nuôi dưỡng các tế bào ở võng mạc, còn có khả năng hấp thụ chuyên biệt ánh sáng xanh như một màn chống nắng từ bên trong cho đôi mắt. Để được tư vấn miễn phí, hãy gọi đến số 0909 748 517 hoặc 0962 158 661. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website quendibenhđộcthuytinhthe.com hoặc youtube.com/bilora.tv. Bạn thấy đấy, tất cả dược liệu của chúng tôi đều trải qua thời gian canh tác không đồng nhất và chỉ sử dụng những nguyên liệu đạt chuẩn. Vì thế, bộ đôi thuốc thảo dược Biloca chuyên điều trị bệnh đột thủy tinh thể chỉ thành phẩm 7.000 bộ lưu hành trên toàn thế giới. Chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ hài lòng với bộ đôi thuốc thảo dược Biloca. Với liệu trình đầu, bạn sẽ nhận thấy các triệu chứng mỏi nhức mắt giảm hẳn và thị lực tiến triển tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hy vọng qua video này, Biora đã giúp cho nhiều người bệnh đột thủy tinh thể tìm cho mình phương pháp điều trị thích hợp và không còn bị căn bệnh này ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu mọi người cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký để theo dõi được video tiếp theo nhé. Hãy comment phía dưới những thắc mắc mà bạn cần chúng tôi giải đáp. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.